vào đã bổ sung thêm hệ thống chiếu sáng vòm. Tức là dùng đèn từ phía dưới chiếu lên trên vòm cầu. Ăn hướng lên rồi. Tên tay hú treo rồi. Không được. Cận cảnh hệ thống đèn chiếu đây. Đèn thay đổi màu theo thời gian. Mấy giây lại thay đổi màu một lần. Không chỉ ở vòm cầu mà hệ thống chiếu sáng ở gầm cầu cũng đang được đưa vào sử dụng rồi. Công nhân đang lắp hệ thống đèn chiếu sáng này, chắc là chiếu sáng vòm cầu.